70 năm đã trôi qua, nhưng hôm nay khi trở lại với chiến trường đồi A1, những ngày gian khó đào đường hầm ngầm để đặt khối bộc phá, đánh sở chỉ huy thực dân Pháp nơi đây lại hiện lên mồn một trong ký ức của cựu chiến binh Phạm Bá Miều. Đúng 20h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, khối bộc phá được lệnh điểm hỏa, tiêu diệt một phần đại đội dù số 2 của Pháp. Thừa thắng, trung đoàn 174 đồng loạt xung phong, chia thành hai cánh tiến lên đồi, hình thành thế bao vây quân Pháp. Quân ta từ các hướng lần lượt đánh chiếm các mục tiêu còn lại, bẻ gãy những cuộc phản kích của địch, tạo bàn đạp cho các chiến sĩ tấn công sang hầm Đờ Cát. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta tiến thẳng vào sở chỉ huy địch, phất cao cờ chiến thắng, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Khoảng 10 giờ, ngày 7 thì chúng tôi đã đánh chiếm toàn bộ cái trận địa A1 này. Và đơn vị bạn đã đánh chiếm được C1 và C2. Rồi đến 17 giờ 30 phút thì ta bắt sống chiếm Đờ Cát, thì đến 11 giờ đêm hôm ấy thì coi như là chúng tôi mới hoàn thành được cái nhiệm vụ là giải phóng Điện Biên, mà cũng muốn ngất tiếng súng ngay từ đêm hôm ấy. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, dẫn đến hội nghị Geneva để cho thế giới phải công nhận chủ quyền, độc lập dân tộc của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết, 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Không chỉ đất nước được hồi sinh trong hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng, sự kiện Điện Biên Phủ còn mang tầm vóc chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ, một cái chiến thắng mà ý nghĩa của nó vượt qua cả không gian và thời gian, vượt ra khỏi không gian và thời gian, không chỉ có ý nghĩa ở Việt Nam mà đối với cả ý nghĩa quốc tế. Và lịch sử 21 năm sau thì lịch sử đã là lặp lại. Với cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, nó là cái hồi kết của 21 năm kháng chiến chống thực dân mới đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi tháng năm về, lòng dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ về ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn còn vang vọng mãi. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.